Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở phân khúc hạng C hatchback. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký cuối năm 2011 ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 12 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, ở phiên bản Kia Cerato thì có rất nhiều ở tại thị trường Việt Nam mình, như cái phiên bản hatchback thì nó rất là ít quý vị và các bạn ạ. Đa số tại thị trường Việt Nam mình là được cung cấp những cái phiên bản sedan, nhưng phiên bản hatchback như chiếc xe này rất là ít ạ. Và chiếc xe này được sản xuất tại Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Phiên bản 2011 ạ. Phiên bản 2011 thì nó là cái model mới rồi quý vị và các bạn nhé. Bắt đầu từ cuối năm 2010 thì Kia cũng đã thay thế cho cái Kia Cerato này có rất nhiều quý vị và các bạn ạ. Cụ thể là bên ngoài, nếu như quý vị và các bạn nhìn về bên ngoài thì đã thấy được cái độ khác biệt của chiếc xe Kia Cerato, đó là gương chiếu hậu này, nó cái xi nhan trên gương này nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, đây là cái phiên bản model 2011 nhé. Còn nếu như phiên bản 2010 nó to hơn ạ. Nếu như quý vị và các bạn xem qua một chiếc xe ở bên ngoài thì nhìn thấy được phân biệt luôn là 2011 hay là 2010 luôn ạ. Cái thứ nhất là cái phần xi nhan gương này, đối la răng đúc 17 inch. Và cái phần thay đổi lớn nhất ở chiếc xe Kia Cerato đó là hộp số ạ. Từ phiên bản 2010 thì là phiên bản hộp số 4 cấp, bắt đầu từ năm 2011 thì đã được trang bị là hộp số 6 cấp rồi quý vị bạn nhé. Đi êm ái hơn, mượt mà hơn quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 356 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chỉ 356 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Kia Cerato 2011 nhập khẩu này rồi ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Kia Cerato 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2011 phiên bản hatchback này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato phiên bản hatchback 2011 này. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe sau 10 năm sử dụng. Quý vị và các bạn nhé, xem sau 10 năm sử dụng thì chiếc xe này còn mới còn đẹp như thế nào. Thì mời quý vị các bạn cùng xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản, nước sơn thì còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Phiên bản này là nước sơn màu trắng quý vị các bạn ạ. Đấy, màu trắng và chủ xe cũng đã sơn theo cái vành, cái la răng của xe cũng màu trắng đấy ạ. Đây là cái sở thích của chủ xe, sơn thêm cái phần la răng màu trắng này ạ. Đấy, cái phần bên ngoài là màu trắng, còn bên trong này là màu đen. Đấy là những cái phần này là do chủ xe có sở thích sơn, sở thích cá nhân thôi. Bây giờ nếu như quý vị và các bạn nào mà không thích thì quý vị và các bạn có thể sơn lại theo cái sở thích của mình. Đấy, rất đơn giản thôi ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Chưa có bị tai nạn hay là chưa có bị đâm đụng va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp. Nhìn từ những cái phần nước sơn còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ cửa nóc, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, la răng đúc, la răng 17 quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp ạ. Ở thị trường Việt Nam mình thì những chiếc xe ở cái phiên bản hatchback này thì nó rất là ít. Chủ yếu là phiên bản Kia Cerato ở cái phiên bản sedan, phiên bản hatchback này thì nó ít quý vị các bạn nhé.
Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký cuối năm 2011 và xe nhập khẩu. Chiếc xe đã lăn bánh được 12 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Nhìn về bên cái đằng sau, cái phần ba đờ sốc sau đây thì quý vị các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi, camera lùi quý vị các bạn nhé. Xe đã có đầy đủ cảm biến lùi, camera lùi đủ hết cả rồi. Và cái cụm đèn sau cũng còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây là cái cụm đèn sau này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp ạ. Phiên bản Cerato nhập khẩu sản xuất tại Hàn Quốc quý vị bạn nhé. Cụm đèn sau rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp ạ. La răng cũng còn rất là đẹp quý vị bạn nhé. La răng này thì là chủ xe sơn. Và đây là cái dàn lốp, dàn lốp thứ hai mà chủ xe đã thay lên quý vị bạn nhé. Dàn lốp này là Michelin, chủ xe đã thay từ năm 20, đây đến 20 đây quý vị các bạn ạ. Đấy, cả một cái dàn lốp này là chủ xe đều mới thay. Nét lốp 20 đây quý vị các bạn ạ. Michelin mới thay 2020. Đấy, rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay mở cửa. Đây là cái bấm tay mở cửa, cái cửa trước bên lái này. Bên phụ cũng có luôn. Và tay nắm chrome. Đấy, tay nắm cửa chrome quý vị các bạn nhé. Nhìn về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất. Đầu tiên là cái cánh cửa trước bên lái quý vị bạn nhé. Đây là cái cánh cửa trước bên lái này. Keo chỉ của cánh cửa còn nguyên bản này. Đây là cái phần keo chỉ cánh cửa trước còn nguyên bản này. Chưa có bị mất một phần keo chỉ nào cả. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên. Đây là cái phần ốc bản lề của cánh cửa này. Táp bi cánh cửa rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn. Xe đã được trang bị đầy đủ từ nội thất ra. Cụm điều chỉnh gương chiếu hậu này, gương chiếu hậu gập điện. Ốc bản lề của cái cánh cửa phía sau đây cũng còn nguyên, chưa có tháo. Nội thất da nguyên bản theo xe còn nguyên. Và xe cũng đã được trang bị đầy đủ cả cửa nóc luôn quý vị các bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển sang số thể thao trên vô lăng. Để sang số thể thao trên vô lăng này. Nội thất rất là mới, chủ xe cũng đã làm thêm cả những cái phần lót sàn da. Lót sàn da luôn. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái cũng như vậy, keo chỉ còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề nguyên bản này. Nội thất rất là mới. Nội thất da nguyên bản theo xe. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về những cái phần táp lô đồng hồ cũng như là về cái phần option của chiếc xe. Thưa với quý vị và các bạn, ở phiên bản nhập khẩu này thì chiếc xe Kia Cerato đã có đầy đủ option rồi quý bạn nhé. Đây là cái phần đồng hồ của chiếc xe đấy. Chiếc xe sản xuất năm 2011 và đã lăn bánh được 12 vạn km rồi.
Đấy, option thì rất là đầy đủ đồ, từ vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng này, gương chiếu hậu gập điện này. Và xe cũng đã được trang bị đầu CD 6 đĩa quý vị các bạn nhé. Đây là cái đầu CD 6 đĩa này. Đấy. Điều hòa tự động này, đèn nổ start stop này. Đấy, tắp lô, tắp bi đều rất là đẹp, rất là mới quý vị và các bạn ạ. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được 12 vạn km thôi, cho nên là còn rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Đấy, và gương chiếu hậu là gương chống chói này, gương chiếu hậu chống chói và tích hợp camera lùi ở trên cái gương này. Khi vào số lùi là có camera ở trên cái gương này quý vị và các bạn nhé. Cửa số nóc đây ạ, đây là cái cửa nóc. Cửa nóc tôi mở cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cửa nóc của chiếc xe nhé. Cửa nóc auto một chạm quý vị các bạn ạ, chỉ cần bấm một chạm cái là cái cửa nóc này nó sẽ mở ra và đóng lại, thì cũng tương tự như vậy ạ. Đấy, cửa nóc auto. Đấy, rất là tiện lợi ạ. Những chiếc xe đến từ Hàn Quốc thì bao giờ option cũng rất là đầy đủ quý vị các bạn ạ, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đèn nổ start stop. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của chiếc xe. Cốp sau của chiếc xe, đây là cái phần ốc cốp sau quý vị và nhé. Ốc cốp sau nguyên bản này, chưa có vết tháo này. Ốc cốp sau nguyên bản, keo chỉ của cốp sau cũng còn nguyên bản hết luôn, chưa có một cái vết tháo nào cả này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái cốp sau này. Những cái tấm chắn đồ phía sau cũng còn rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đây là những cái tấm nỉ của cái chắn sau đấy ạ, còn rất là mới này. Và những cái phần cốp sau cũng vậy ạ, chưa có bị xước sát gì nhiều, rất là mới, rất là đẹp. Và đây là cái phần lốp sơ cua của chiếc xe. Lốp sơ cua, chiếc xe được sản xuất năm 2011, nhưng chiếc xe lốp sơ cua này cũng còn rất là mới, chưa hạ đấy ạ. Lốp sơ cua chưa hạ và cái bộ đồ nghề này còn nguyên, còn zin hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, đây là cái lốp sơ cua vẫn còn nguyên vạch sơn chưa hạ đấy ạ. Xem về cái phần phía sau này thì quý vị các bạn có thể xem kỹ hơn cả về những cái phần bên dưới này nhá. Nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm gì thì chúng ta xem ở cái cốp sau này cũng rất là dễ này, dễ thấy bị đâm đụng hay không nhá. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Tiếp theo là mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau bên phụ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, keo chỉ của cái tắp bi cánh cửa phía sau còn nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản này, chưa có tháo ra tí nào cả, còn nguyên bản hết luôn. Rất là mới, rất là đẹp, đẹp cả về cái phần nội thất da này. Nội thất da nguyên bản này, những cái phần nỉ trần này cũng còn rất là mới, rất là sạch sẽ quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa trước bên phụ. Xe đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, cả bấm tay về bên phụ luôn quý vị và nhé. Đấy. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn quý vị và bạn nhé. Đây là cái ốc bản lề của cánh cửa sau bên phụ đây quý vị và bạn. Nội thất rất là đẹp luôn, từ ghế da nguyên bản.
cho đến tablo. Tab bi cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Về ngoại thất thì rất là đẹp rồi và nội thất cũng rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần đặc biệt quan trọng của chiếc xe, đó là cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo đã này. Đây là cái phần ốc cabo quý vị và các bạn nhé, ốc cabo nguyên bản này. Đấy, từ những cái ốc chân cabo cũng còn nguyên bản hết này. Keo chỉ cabo còn nguyên luôn quý vị các bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào. Quý vị và các bạn đi mua xe cũ thì cứ phải xem kỹ về những cái phần ốc, những cái phần keo chỉ của cabo quý vị bạn nhé. Đây là những cái phần ốc cabo còn nguyên này. Đến ốc chân cabo này, ốc style này. Toàn bộ cái dàn ốc xương đầu của chiếc xe đây quý vị bạn nhé, còn nguyên bản hết. Ốc tai còn nguyên bản hết. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những cái phần ốc quan trọng nhất của cái phần động cơ này, là ốc chân máy này. Ốc chân máy này đến ốc mặt máy này còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato 2011 này là một cái khối động cơ xăng, động cơ DOHC 1.6 lít đi kèm một số tự động. Hộp số tự động của chiếc xe này bắt đầu từ năm 2011 thì cũng đã được nâng cấp lên là hộp số 6 cấp quý vị và các bạn nhé. Trước đó là 2010 là hộp số tự động 4 cấp thôi. Rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất cũng như về cái phần nội thất, rồi về cái phần động cơ của chiếc xe. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Kia Cerato 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883, chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh đủ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.